Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm của Takeo, đó là chiếc máy sát gạo nghiền đa năng. Sau đây là một số chi tiết của máy. Đây là phễu chứa thóc, đây là đầu sát của máy, đầu chà trắng, núm điều chỉnh độ trắng của gạo, đây là sàn rung 3 cấp. Bên này ta có, đây là phễu chứa nguyên liệu để cho máy nghiền bột, đầu sát nghiền bột, công tắc đảo chiều. Sau đây tôi sẽ đổ gạo vào và xem chiếc máy này sát ra như thế nào. Chúng ta cấp nguồn điện cho máy, sau đó bật công tắc. Sau đây tôi sẽ chuyển qua chế độ nghiền bột của máy. Ta sẽ bật công tắc. Chúng ta sẽ kiểm tra bột ra như thế nào. Vâng, đây là bột được nghiền từ gạo chúng ta vừa mới sát bằng đầu sát. Máy sát nghiền đa năng Takeo sử dụng động cơ 3kW, tốc độ vòng quay là 2.900 vòng trên phút, phù hợp với các hộ gia đình và kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.